Tiêu chuẩn khách sạn 4 sao là gì? Lựa chọn khách sạn 4 sao là xu hướng của nhiều khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng trong một không gian sang trọng, dịch vụ tốt, nội thất hiện đại. Tuy nhiên làm thế nào để phân biệt được khách sạn hạng này so với các khách sạn 3 sao hay 2 sao? Video này sẽ đưa ra các tiêu chuẩn khách sạn 4 sao để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn trước khi lựa chọn. Thông thường những khách sạn 4 sao được xếp vào top khách sạn hiện đại, sang chảnh. Loại này vừa đáp ứng đủ các yếu tố về vị trí, chất lượng, tiện nghi lẫn giá cả. Hãy tìm hiểu chi tiết xem chúng có gì nổi bật nhé. Đặc điểm của những khách sạn 4 sao. Khách sạn 4 sao là một công trình nhà ở được xây dựng với mục đích kinh doanh. Và để xây dựng thành công một khách sạn đủ sức hấp dẫn người khác thì phải tuân theo những nguyên tắc chung. Bạn phải lên kế hoạch chi tiết, đồng thời vật liệu cũng phải là loại tốt, đảm bảo thời gian sử dụng tùy theo chủ đầu tư mà thiết kế khách sạn có thể khác nhau một chút. Tuy nhiên về cơ bản, một khách sạn 4 sao phải đáp ứng những đặc điểm cơ bản sau. Khách sạn 4 sao phải có thiết kế đẹp, nhiều tiện nghi sang chảnh, vị trí thuận lợi giao thông, thời gian phục vụ 24 trên 7. Phong cách thiết kế đặc biệt, đẹp, thể hiện được sự sang trọng, quý phái, gây được ấn tượng tốt đối với khách từ lần đầu tiên. Những khách sạn thành phố, khách sạn nghỉ dưỡng cần đạt quy mô tối thiểu 80 phòng, 50 phòng đối với khách sạn bên đường hoặc khách sạn nổi. Phòng ngủ khách sạn 4 sao thiết kế đẹp mắt, an toàn và phân loại thành nhiều hạng phòng khác nhau, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng, đồng thời được trang bị đầy đủ trang thiết bị, nội thất tiện nghi. Có quầy 3 đêm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ dành cho người khuyết tật theo đúng tiêu chuẩn khách sạn 4 sao có nhà hàng phục vụ các món ăn Á-Âu, buffet sáng cho khách với đồ ăn, thức uống chất lượng cao. Về vị trí theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao Việt Nam, yếu tố đầu tiên phải nói đến chính là vị trí. Khách sạn phải được xây dựng ở những nơi có vị trí giao thông thuận tiện, dễ di chuyển giữa các khu vực với nhau. Thường chúng sẽ nằm trong khu vực trung tâm thành phố lớn hoặc trong khu du lịch, có môi trường cảnh quan đẹp. Vị trí khách sạn thuận lợi cho việc di chuyển về thiết kế kiến trúc khách sạn được thiết kế đẹp, nội, ngoại thất phải đảm bảo tiện nghi, sang trọng, có đường đi cho người khuyết tật sử dụng, mái che trước sảnh đón tiếp, cửa ra vào dành riêng cho khách và nhân viên. Khu vực buồng ngủ cách âm tốt và buồng ngủ cho người khuyết tật đi bằng xe đẩy, xe lăn. Về không gian xanh phải có không gian xanh, có thể nằm ở tầng thượng hoặc những khu vực công cộng, nếu thiết kế được cả sân vườn thì càng tốt. Chú ý các loại cây trồng trong khách sạn thường là những cây lớn được trồng trong chậu, vừa đảm bảo mỹ quan vừa mát, lọc sạch không khí. Không gian xanh là yếu tố thu hút của khách sạn 4 sao. Về quy mô phòng ngủ một khách sạn 4 sao phải có quy mô tối thiểu 80 phòng. Diện tích nhỏ nhất của mỗi loại phòng cụ thể như sau: phòng một giường đơn 21 m2, phòng một giường đôi hoặc hai giường đơn 25 m2, phòng đặc biệt 41 m2. Sảnh đón tiếp sảnh đón tiếp có diện tích tối thiểu 60 m2, đảm bảo đủ không gian cho khách lẫn nhân viên. Đồng thời, phòng vệ sinh bố trí gần sảnh hoặc chung khu vực sảnh. Phân chia nhà vệ sinh dành cho nam riêng, nữ riêng và có khu vực hút thuốc riêng. Nếu là khu nghỉ dưỡng bắt buộc phải có ba ở sảnh. Nhà hàng Quán ba tối thiểu trong một khách sạn 4 sao phải có một nhà hàng phục vụ đặc sản địa phương cũng như các món Á Âu. Không gian rộng, số ghế bằng 80% số giường và có phòng tiệc riêng. Tối thiểu một quầy ba, nếu là resort có thể có hai quầy ba. Khu vực nhà hàng và quán ba nếu tách rời sảnh đón tiếp bắt buộc có phòng vệ sinh riêng và khu vực để hút thuốc riêng, tránh để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Khách sạn 4 sao phải có ít nhất một nhà hàng và một quán bar. Phòng sự kiện tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao bắt buộc có tối thiểu một phòng họp, một phòng hội nghị, tất cả đều phải cách âm tốt, có sảnh chờ, chỗ đăng ký cho khách, bàn nước giải khát giữa giờ, nhà vệ sinh riêng, khu vực bếp thiết kế bếp thuận tiện cho việc vận chuyển thức ăn đến nhà hàng, khu vực sơ chế, khu vực chế biến, để đồ ăn và khu vực làm bánh phải tách biệt đủ diện tích, tường ốp gạch men sứ cao cấp, không thấm nước, dễ vệ sinh, sàn đá chống trơn, sàn bếp phẳng, dễ cọ rửa. Các chức năng khác đi kèm như hệ thống thông gió, hệ thống vòi phun nước, dụng cụ chống cháy, biện pháp ngăn côn trùng, cửa cách mùi, cách nhiệt. Ngoài ra, nên có phòng vệ sinh cho nhân viên bếp nhưng nhớ tách biệt hẳn với khu vực bếp. Bếp thiết kế tiện lợi sạch sẽ. Khu vực kho cũng nên phân loại theo các dạng: kho bảo quản nguyên vật liệu thực phẩm, kho lạnh theo từng loại thực phẩm và kho để đồ dùng, thiết bị dự phòng. Tất cả hài đủ rộng và thông thoáng. Khu vực dành cho cán bộ, nhân viên trong một khách sạn 4 sao sẽ có các phòng sau đây dành cho cán bộ, nhân viên: phòng của giám đốc, phó giám đốc, phòng tiếp khách, phòng trực tầng, phòng bảo an, phòng cho nhân viên phục vụ khách sạn phòng tắm vệ sinh, phòng thay đồ nam nữ, phòng ăn riêng. Hành lang và nơi để xe hành lang khách sạn thiết kế đủ rộng, lát bằng đá chống trơn trượt, thuận tiện cho việc đi lại. Phải có cửa, cầu thang thoát hiểm, mỗi hành lang nên có còi báo, bình cứu hỏa, vòi phun nước, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra. Cùng với hành lang thì nhà thiết kế cũng phải chú ý đến nơi để xe. Không gian khá quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Theo đó, khách sạn phải có nơi để xe cho khách và nhân viên hoặc cách khách sạn không quá 200m. Nơi để xe đảm bảo đủ nhu cầu của 30% tổng số phòng lưu trú, resort là 50% có lối đi bộ và hệ thống giao thông nội bộ thuận tiện cho khách hàng cũng như phải có hệ thống thông gió tốt, thông thoáng. Tiêu chuẩn về trang thiết bị khách sạn 4 sao chất lượng trang thiết bị và cách bài trí chất lượng trang thiết bị và lối bài trí cũng là tiêu chí đánh giá khách sạn 4 sao có tốt hay không. Các khách sạn được công nhận đạt chuẩn 4 sao thì dĩ nhiên cách bày trí phải đẳng cấp. Từ trang thiết bị cho đến vật liệu, đồ trang trí phải qua chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng. Mọi thứ tốt nhất nên đồng bộ, có màu sắc hài hòa thống nhất để tạo nên trình dễ đẹp, dễ nhìn, thu hút trang thiết bị và lối bài chỉ hài hòa, bắt mắt. Trang thiết bị nội thất cho từng khu vực sảnh đón tiếp, có quầy lễ tân điện thoại bàn wifi sóng mạnh máy tính kết nối sẵn internet bàn. Ghế tiếp khách bảng và màn hình ghi quy định và mức giá niêm yết thiết bị thanh toán bằng thẻ tín dụng khu vực giữ đồ đà của khách có giá báo, tạp chí cửa ra vào bố trí thuận tiện. Có nhân viên mở cửa lối đi riêng cho người khuyết tật phòng ngủ, giường có nệm dày 20cm có ga bọc chăn gối loại mềm vỏ bọc đầy đủ giường dành cho người khuyết tật kệ đầu giường bảng điều khiển thiết bị điện đặt tủ đèn ngủ ổ cắm điện mini bar đặt sẵn các loại đậu uống thức ăn nhẹ tv điều hòa điện thoại bàn tủ quần áo có móc treo giá để quần áo bàn làm việc đèn bàn gương soi sọt rác cóc uống nước tách trà cà phê ấm đun nước hộp giấy ăn bộ đồ trái cây dép đi trong nhà. Tranh ảnh trang trí, máy sấy tóc, kim chỉ phòng nghỉ thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi. Nhà hàng, ba, bếp, bàn ghế, tủ đựng và dụng cụ chuyên dụng thiết bị và dụng cụ chế biến đồ uống, thức ăn riêng thiết bị phục vụ buffet, phục vụ ăn uống tại phòng dụng cụ làm bánh, chế biến đồ nguội sàn nhà rộng, có hệ thống thoát nước chìm, thùng giá có nắp đậy hệ thống chiếu sáng hút mùi khói tốt điều hòa cho nhà hàng phòng họp hội nghị hội thảo bàn ghế máy chiếu màn hình chiếu micro loa hệ thống camera điều hòa hệ thống thông gió thảm trải sàn sơ đồ biển chỉ dẫn đèn thoát hiểm và các thiết bị chuyên dụng khác phòng sự kiện hiện đại trang bị đủ thiết bị chuyên dụng nhà vệ sinh sảnh và khu vực công cộng chậu rửa mặt gương soi vòi nước nước rửa tay máy sấy tay bồ cầu và vòi nước cạnh bồ cầu giấy vệ sinh, khăn giấy. Thùng rác có nắp đậy, móc treo đồ thiết bị thông gió phòng vệ sinh trong phòng ngủ chậu và bệ đặt chậu rửa mặt làm bằng chất liệu chống thấm tường ốp đá cao cấp đèn trần. Ổ cắm điện gương soi, đèn trên gương móc treo đồ, giá để khăn vòi sen, vòi nước nóng lạnh thiết bị thông gió, đồ dùng phòng tắm các khu vực khác, khu giặt là, bàn là. Cầu là máy giặt, máy sấy hành lang, cầu thang, sơ đồ, biển chỉ dẫn, đèn thoát hiểm, bảng ghi rõ số tầng, cửa thoát hiểm thang máy dành riêng cho khách hàng và nhân viên, thang máy phục vụ vận chuyển hàng hóa.